Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn 4 trận đấu hay tại giám cấp liên tái diễn ra ngày hôm qua 7 tháng 2 2023. Mà bạn xem trận đầu tiên, Trịnh Di Động cầm đỏ đi tiên, Triệu Hâm Hâm cầm đen thủ hậu để đánh rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.
Trang Duyên. Trang Duyên.
将军。Chơi đến đây thì chị ông Hâm cảm thấy kém quân kém thế nên đã buông cờ nhận thua mà bạn xem tiếp trận thứ hai. Trận này thì số 3 thế giới Mạnh Thần cầm đỏ đi tiên và thần đồng Vương Gia Thụy cầm đen thủ hậu mà bạn thưởng thức.
将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。Mất mã hoặc sát cục. Trên đây thì Vương Gia Thụy đã buông cờ nhận thua. Mời bạn xem trận thứ ba. Trận thứ ba này thì thằng Đồng Hứa Văn Chương cầm đỏ đi tiên gặp Tôn Hân Hạo cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.将军。
将军。将军。Vừa đi quân tốt xong thì Tô Văn Hạo cảm thấy cánh quân kém thế nên đã buông cờ nhận thua. Mời bạn xem trận cuối. Trần Phú Kiệt cầm đỏ liên tiên, mà Tứ Kiện cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.
Xin chơi đến đây thì trận phút kẹt hết đường chống đỡ nên đã buông cờ nhận thua. Video mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và các bạn ở video sau.